Xin chào mọi người đã quay trở lại với lại kênh YouTube của Việt Thu Music. Hôm nay mình mời đến một khách mời rất là đặc biệt. Bây giờ xin mời bạn ấy tự giới thiệu về bản thân mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phước đến từ Chile. Rất cảm ơn là Tâm đã có lời mời cho mình đến đây tận đây. Mình cũng rất hân hạnh là khi mời được Phước đến đây để thử hai cái đàn mới của Jackson, hai cái đàn guitar bass mang mã là ZS2 và ZS3. Thì đây là cây ZS2, còn đây là cây ZS3, nhưng mà ZS3 V 5 dây. Thì đầu tiên ZS2 trước, thì Phước có cảm thấy ngoại hình của cây đàn này thế nào? Thật ra mình đã thấy cây này ở trên mạng rất là nhiều rồi. Và bây giờ mới được cầm trực tiếp. Thì cảm giác nó rất là, ở một cái dòng tầm trung thì nó rất là cảm giác mới về hình thức. Bạn thấy từ đầu đàn cho tới body làm rất là mới và nó không có bị xưa. Đúng rồi. Đây. Và nó rất là gọn. Ok. Đối mình tay đối mình gọn. Nó phù hợp với người châu Á đúng không? Rất là dễ cầm. Rồi thì bây giờ bạn có thể giải thích cho mình hiểu một số về những cái nút điều chỉnh ở đây không? Sau khi mình test thì đây là một cây Acti xài pin 9V và như một pin ở trong này. Thì còn có 3 nút control. Thứ nhất là bên đây là bạn thấy là volume kèm công tắc. Đây. Mình bật rút công tắc ra thì nó sẽ để chế độ bassy đánh không cần pin. Và nhấn vào thì mình sẽ xài hệ thống bờ trong. Ủa vậy nếu mà mình khi mà mình nhấn vào á, mình sử dụng cần pin á thì nó có cái đặc, nó có ưu điểm gì khác với lại passive không? Thì cái hệ thống trong này nó có mình, nếu mình đoán không lầm thì đây là một cái, có một cái núm để boost. Thì cái pin này dùng chủ yếu cho cái chức năng này là chính. Khi mình bassy thì mình không có boost được. Đây là boost. Đây khi mình để bassy thì mình chỉ xài được cái nấm giữa là blend với cúp, tức là trộn hai cái cúp lại. Nếu như mình để giữa thì mình sẽ xài với cúp, xài với cúp sau thì mình bật hết nó sau. Trước thì đây, và nút này thì không tác dụng. Vậy là khi mà mình sử dụng passive thì mình cái nút boost ở đây nó sẽ không có tác dụng. Còn khi mình xài, mình dùng acti thì mình có thể control boost ở đây. Đấy, như mọi người thấy nó tiếng nó rất là lực, nó rất là nhiều. Thêm mình chức năng này rất là lợi, bởi vì đa số những cây nó sẽ bị yếu gain khi vào, thì mình có thể control được cái việc tiếng của mình có bị lép hay không. Khi mà mình chơi với nhạc thì khi mà tiếng mình lép mình có thể đẩy lên. Đúng rồi. Nó cũng khá là tiện lợi, mà nó cũng hợp với lại nhu cầu của rất là nhiều người. Và đối với những cái bass không có rì thì mình cũng hơi bất lợi một chút, mà khi mà mình chơi với band mình phải set up nó phải là kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà cây này thì mình xong trong một số trường hợp mình có thể khắc phục được sự cố ngay lúc đó. Vậy bạn có thể cho mình biết thêm một chút xíu về cái nút ở giữa nè, có tác dụng gì á? Hồi nãy bạn nói mình là mình pha trộn với cúp lại á, thì nó có hiệu quả như thế nào khi mình sử dụng? Thì cây này thì mình có hai cái cúp đây, mọi người thấy đây. Thì cái nút này nó sẽ, nếu như mình để nút giữa thì mình sẽ dùng toàn bộ hệ thống cái cúp này. Nếu như mình để hết qua bên trái thì mình chỉ xài cái cúp trên thôi. Còn qua bên phải thì chỉ xài với cúp dưới thôi, nó sẽ ảnh hưởng về sau rất là nhiều. Chẳng như cái cúp trên nó đang ở hệ sau của B-Bass Precision, thì mình sẽ có là một cái tiếng na ná của B-Bass. Còn cái cúp sau là của Z-Bass. Còn cái cúp Trick ấy mình có thể chủ động trong việc chọn sao. Vậy người ta hay nghĩ đến Jackson là những cái đàn mà hay chơi những thể loại nhạc khá là nặng. Vậy theo Phước mà khi mà sử dụng cây ZS2 này á, có những cái chức năng đó thì mình có phù hợp với nhiều thể loại nhạc hơn hay không? Mình thấy khá là ok, tại vì đa số nếu vai trò mình là một người chơi bass thì mình chuộng Precision bass rất là nhiều. Mà trong khi ở đây nó có tích hợp được cả pickup của Precision, nó tiếng nó tích hợp cho nhiều dòng từ finger phân cho tới bóp, có thể một xíu metal cũng được. Vậy bây giờ mình muốn nghe trực tiếp cái âm thanh của cây ZS2 này. Bây giờ Phước có thể demo một đoạn nhỏ nhỏ mà mình sử dụng hết tất cả những tính năng của nó không? Ok. Easy. Ok. Đây mình tiếng bassy.
hai cái cấp giữa tiếng về sau nữa. Tiếng bên cái cấp sau thì nó sẽ hơi tăng một xíu. Tiếng nó rất là thon à. Đặc trưng của mấy cấp sau, cái này thì nó sẽ dậy hơn. Đặc trưng của tiếng của mấy cấp G-Bass. Còn nếu như mình xài bút thì nó sẽ đây. Tiếng nó đập nó nhiều, chẳng như không bút thì sau khi bút thì nó rất là hay. Thì cái này theo Phước nghĩ là đối với những người mà khi mà mình mới bắt đầu tập mình, cái này có đáng để mà mình sử dụng trải nghiệm qua không? Thực ra cái câu hỏi mình cũng có tham gia vào giảng dạy của trường nhạc Việt Thương, thì câu hỏi đa số của những bạn học bass là mình sẽ mua cái gì đầu tiên, rồi sẽ đầu tư như thế nào, khoảng từ trong tầm dưới khoảng dưới 7 triệu. Thì mình cũng có nhiều option lựa, và thực sự đây là một trong những cái option mình thấy rất là thích hợp. Tại vì tiếng đối với mình một cây khoảng, cây này giá bao nhiêu vậy ta? Cây này tầm khoảng hơn 6 triệu một tí thôi. Hơn 6 triệu một xíu thôi, nhưng mà tiếng nó rất là nét và nó rất là đẹp. Nó phù hợp với lại kêu như những người trẻ tuổi như mình. Được, vậy là các bạn cũng đáng có thể suy nghĩ qua chuyện này. Đó là sơ qua về cây ZS2. Bây giờ mình sẽ đến một cây đàn nó coi như là nhỉnh hơn một tí xíu và nhiều chức năng thêm một xíu. Bây giờ mời bạn Phước thử trải nghiệm cái đàn ZS3V. Rồi, bây giờ khi mà mình thay đổi cái đàn xong, các bạn có thể thấy Phước cầm một cái đàn có vẻ là hầm hố hơn đúng không? Thì cái này nhìn vào thì các bạn có thể thấy nó là 5 giây. Vậy, bây giờ các bạn thấy cái điều khác biệt giữa những cái đàn này thế nào? Phước thấy như thế nào? Riêng mình thấy mình thích màu gỗ nhiều hơn. Đẹp, màu gỗ làm rất là đẹp. Rất đẹp. Và big cup thì nó đã là hai big cup đôi rồi. Control thì mình thấy là bắt đầu đã có sự hiện diện. Ơi, vậy nếu mà hai cái big cup đôi như vậy thì làm sao mà mình sử dụng thành những cái big cup đơn này được ta? Đây, như mình thấy là cái bộ phận control của đàn thì chúng ta có volume. Cái này coi tắt được. À, tắt được luôn. Đây có sợi bass ST bình thường. Đây cái này vừa blend big cup. Đây, blend big cup vẫn là vậy. Cảm ơn. Còn nãy mình test thì mình thấy đây là cái big cup mà nó tách big cup đơn ra, tách ra to thành ra. Đơn à. Đây là tách rồi, thì mình bỏ lên thì tiếng nó dày hơn hả? Vậy là đây đúng là một cái phiên bản nâng cấp từ ZS2 rồi. Tuy sử dụng được sử dụng big cup đôi nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng những cái big cup đơn. Nó hỗ trợ thêm nhiều màu sắc đa dạng hơn cho cái tiếng đàn của mình. Vậy còn ba cái nút nhỏ đây là để làm gì ta? Ba nút này là ba băng EQ. Chúng ta có đây. Đây là chép, đây là mix và đây là bass cơ bản của tất cả những cái đàn. À, vậy là nếu mà khi mà mình sử dụng một cái bass mà có hỗ trợ EQ như vậy á thì mình cũng không phụ thuộc quá nhiều, hầu như mình cũng không phải đầu tư thêm một cái EQ nữa. Mình chủ động hơn rất là nhiều khi mà trên đây mà mình đánh rồi mình điều chỉnh. Vậy thật sự những cái đàn ZS2, ZS3 này hỗ trợ cho các bạn những cái cách mà tinh chỉnh khi mà một bạn đánh live, đánh với band hầu như là đáp ứng được hầu như rất nhiều để mà hỗ trợ các bạn. Vậy bây giờ Phước có thể demo cho mình thử cái đàn này không? Ok, easy, vẫn là easy. Thôi, con này để xíu là đối với Phước thì cái gì cũng easy. Thank you.
cứ thế mà đánh là xong. Mình thật sự là mình rất là ý cây này, tôi có vẻ rất thích cây này, không phải vì tâm mời ba mình nói là mình rất thích đâu, ra mình cầm luôn thấy rất là ok. Các bạn nhớ nha Phước rất là ưng ý cái đàn này đấy. Sau khi mà Phước đã trải nghiệm xong hai cái đàn này, bây giờ mình sẽ thay mặt các bạn hỏi Phước những cái điều mà những người chơi bass cũng cần thiết biết. Bây giờ bạn có sẵn sàng không? Ok, đâu phải hỏi mà đâu phải thử thách gì cũng căng đâu. Ok, vậy câu hỏi đầu tiên của mình thì cái điều cần thiết của một người chơi bass là gì? Đối với mình thì một người chơi bass, tại vì mọi người phải biết là bass là một cái cầu nối giữa tiết tấu của bên bộ trống và phần hòa âm của piano, guitar các bạn. Nên theo mình quan trọng nhất của bass là hai yếu tố. Đối với mình quan trọng nhất của người chơi bass, thứ nhất là mọi người phải hiểu được vai trò của bass trước đã. Thì bass là cầu nối của tiết tấu giữa trống và hòa âm của guitar và piano. Đấy, đó là vấn đề rất là quan trọng. Okay. Mình phải tập trung vào thứ nhất là sound bass, âm thanh, đúng rồi. Okay. Mọi người tập, mọi người hay để ý kỹ thuật nhiều, nhưng mà cái sound bass mới là quyết định bạn là một người hay hay không. Okay. Sound ra phải đầy đủ kết nối giữa trống và guitar piano chính xác. Cái thứ hai là groove thể loại rất là quan trọng, tại vì chỉ có groove mình đánh thì mình mới ăn rơ được tất cả những phần còn lại, từ nối từ trống qua bên guitar piano. Yeah. Đó là hai cái cơ bản rất quan trọng. Rất quan trọng. Còn đó, những vấn đề tập ngón kỹ thuật là mình phát triển hàng ngày. Mình vấn đề mà tập thì mình sẽ giỏi, chắc chắn mình sẽ giỏi, là không ai không tập mà không ai không ai tập mà không, không giỏi. Không ai tập mà không giỏi hết. Ok. Nhưng mà cái vấn đề bass đó thì mọi người nguyên lý chính của bass nó nằm ở chỗ đó thôi. Hai yếu tố. Sao và ru. Sao và ru nha mọi người. Vậy mình hỏi thêm câu nữa vậy. Để mà mình có một cái định hướng mình chơi band, định hướng mình tập bass, thì mình nên làm những cái việc tập luyện thế nào hàng ngày, và những cái tư duy, cái mindset mình chuẩn bị khi mà mình đi một con đường lâu dài với bass, mình sẽ như thế nào? Cái này thì hơi khó, mình chỉ lấy ví dụ bản thân thôi. Thì đối với kinh nghiệm của mình về một người chơi bass tới thời điểm này, thì tập luyện là điều không thể thiếu, tập những cái từ technique, kỹ thuật cơ bản nhất, cho tới tập luyện về thể loại. Hành trình là tập kỹ thuật, tập thể loại, xong rồi mình sẽ qua cover. Cái việc cover là để mình lấy được cái ngón và cái tinh thần của từng tác phẩm, và sau đó thì mọi người phát triển lên, phát triển chơi bài. Mình sẽ phát triển theo một cái hướng riêng của mình, chơi những cái gì mình thích thôi. Đúng rồi, đó mình chơi những gì. Đó là mình nghĩ là những cái câu hỏi mà giải đáp được phần nào thắc mắc của các bạn về việc mà mình chơi guitar bass, định hướng và những thứ mà mình cần lưu ý. Qua hôm nay xin cảm ơn Phước đã đến tham gia với Việt Thương thử test thử hai cái đàn mẫu mới của Jackson. Vậy thì xin chúc cho bạn cùng band nhạc Chili sẽ phát triển hơn. Cảm ơn Tâm, cảm ơn rất là nhiều. Okay.
Xin chào các bạn.